No idea how to tell this story. I don't even know how to start it. I guess I could use one of those classic story beginning sentences. It was the best of times, it was the worst of times. But what would that even mean? I mean, obviously somewhere in the world it's the best of times for someone. Like he's eating all this insane Vietnamese food that he just got for free, and the woman who delivered the food looks exactly like the hot girl. Nếu như có một đặc điểm về Việt Nam mà xứng tầm thế giới, đó chỉ có thể là ẩm thực Việt. Đồ ăn Việt quá ngon và đây là điều cả thế giới đã công nhận. Chính vì vậy, ẩm thực Việt đã xuất hiện một vài lần trong điện ảnh Mỹ những năm gần đây. Đặc sản Việt Nam phổ biến nhất vẫn là phở, và lần nào xuất hiện, món ăn Việt cũng khiến người nước ngoài mê mẩn. Now you want to try some? Yeah. Well, no. What am I looking at here? It's pho. Is what? It's good. Hold the phone. This is insane. This existed this whole time. You don't tell me about it. Yeah, and wait till you try the beef. Trong phim truyền hình Mỹ Kevin Can Wait, sau khi thử món phở lần đầu, Kevin cảm thấy như được khai sáng. Anh chàng thất nghiệp này đã nhanh trí nghĩ là mình có thể mở một xe tải bán phở. This is the business. It's Vietnamese. It's called pho. It is phenomenal. Trong bộ phim Me, Earl và cô bạn hấp hối, phở được thầy giáo giới thiệu với hai câu học trò là món súp đờ mờ nhất, đê mê nhất. McCarthy must be weeding this soup, because my brain is trying to eat itself. Oh my god. Nếu Hollywood nhắc đến món ăn Việt như một tượng đài, phim Việt lại hiếm khi sử dụng yếu tố ẩm thực. Có lẽ không phải chuyện cổ tích, văn hóa ăn uống mới chính là thứ gần gũi nhất để nói về đời sống của người Việt. Chúng ta lớn lên từ những bữa cơm tuổi thơ, những món ăn gắn liền với từng giai đoạn trong cuộc đời, gợi nhớ ta đến những con người chúng ta ăn cùng. Thế nhưng, hầu như chưa có bộ phim nào thử sức ở đề tài này, hay nhắc đến ẩm thực đủ yêu thương như phim của đạo diễn Bap Trần Anh Hùng. Mùa đu đủ xanh dùng ẩm thực để nói về tuổi thơ lớn lên trong căn bếp và tính cách ngây thơ của cô bé Mùi. Còn trong mùa hè chiều thẳng đứng, cành nấu cỗ đưa ba chị em đến với nhau, họ tụ tập bên căn bếp và nói đùa về tình dục. Có thể nói đây là một huyễn tưởng bếp núc. Sao? Em cứ hình dung cái ấy mà đem xào với tí tỏi, chắc có chất phi thường, vừa mềm lại vừa giòn. Cho đến giờ, có phim Cung Phu Phở, nhưng nhân vật chính của bộ phim lại không phải là món phở, mà là các màn kỹ xảo võ thuật. Bài ca thịt chó trong cột mốc 23 rất dễ thương, nhưng thật tiếc, phần đoạn này hoàn toàn không liên quan đến nội dung phim. Nhìn vào thì như thịt bò, sờ vào thì như thịt chó, phụ riêng kèm theo hành ngò là thịt chó. Nhìn vào thì như thịt bò, sờ vào thì như thịt chó, phụ riêng kèm theo hành ngò là thịt chó. Để phim Việt thực sự gần gũi với người Việt, chủ đề ẩm thực là một điểm sáng cần khai thác nhiều hơn. Ngoài yếu tố kịch bản, phim ẩm thực cần đặc biệt chú ý đến yếu tố thẩm mỹ, để tâm hồn Việt hiện lên trong món ăn thật đẹp, thật trong trẻo. Có muôn vàn chủ đề phim, nhưng mỗi khi xem phim về chủ đề ẩm thực, tôi cảm thấy bình yên lạ lùng. Có những bộ phim như những liều thuốc, chúng ta xem đi xem lại để được xoa dịu, để cảm thấy thong thả hơn và để yêu cuộc sống hơn. Hai bàn chân mỏi, thời gian nơi đây.